kìa đâu. Mày xỉn rồi hả đâu? Tao nói mày rồi, mày nhậu không nói thì mày kêu tao ra uống thế chứ. Mày uống chi rồi mày nói lung tung à? Không ngon sao mà nổi tiếng được mày? Ê Đậu, mày làm gì vậy? Thôi mày đừng ói ở đây, để tao lấy cái này cho mày ói. Nè, ói vô đi. Mày đừng chết mà Đậu. Mày chết rồi, không lẽ tao đi lấy chồng khác sao Đậu? Không phải đâu, cả xóm này ai cũng nói mày khôn mà còn khen mày đẹp trai nữa. Bởi vậy tao mới thương mày đó. Cái gì? Đậu, sao hồi mới cưới mày nói mày vui lắm, mày thương tao lắm mà, sao bây giờ mày... Bây giờ thì sao?
hôm xóm về cười. Mà tao có nhà đâu mấy lời nói chơi cất đùa, làm cho lòng tao biết có cũng như gì thôi. Đâu ơi đừng lo tao, từ đây tao sẽ thay đổi. Tao sẽ làm cho mày ánh diện với muôn người. Ừ, mày sẽ không còn bí hàng xóm chê cười. Mỗi sáng ra đồng tao không mê chơi nữa, về tới nhà tao sẽ dọn dẹp trước sau. Mày vừa bụng chưa? Tao cũng đâu có muốn mày giận tao đâu, tại cái tánh tao xưa rày vẫn vậy. Thôi mày đừng có nên giận. Mày không nhìn ra tao hả? Tao là con đen, vợ của mày nè. Đậu. Không, chồng của tôi không phải là giám đốc, mà chồng của tôi là thằng Đậu. Thằng Đậu thù thờ chẳng chân, chứ đâu phải là ông giám đốc giàu sang. Bởi tôi là con đen mua vô, đã làm cho chồng bỏ đi mất rồi và quên cả vợ con. Hồi đó dưới quê nghèo khổ mà vui, vợ chồng tôi tay cấy tay cài. Thank you.
chạy theo tiếng gọi của Đô Thành. Hoài không nhớ mùi ra nồng trên chiếc áo của người đưa. Nó cứ chờ hoài đến bến nước cầu ăn, tưởng thằng đâu về xách theo một mớ ca để nó hái bông về gặm với những ca có thân. Rồi gọi đậu ơi rằng đen rất mừng đậu.